mô bồ sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Quý vị biết á, là nghe tới bố thí á, thì là mình nghĩ tới là phải có tiền bạc của cải vật chất. Ví dụ như ông cấp cô độc là rất là giàu có, mới cấp dưỡng cho những người cô đơn, cô độc. Và tỳ xá khư rất là giàu có, nên thường hay bố thí cúng dường những đại gia, những cái vị mà giàu sang phú quý mới có của cải để chia sẻ giúp đỡ cho người khác. Cái sự giúp đỡ của cải là một chuyện khác, còn việc mà bố thí để đem lại phước báo và may mắn đó là một chuyện khác. Có một câu chuyện như thế này. Vào thời Đức Phật thì trên đường đi giáo hóa, Đức Phật gặp một cái vị rất là nghèo ngồi khóc. Thì Đức Phật ngài mới hỏi rằng: con tại sao con khóc? Thì cái vị này nói rằng là con vừa nghèo mà vừa xui nữa, làm gì cũng được may mắn chứ. Có nghĩa là làm gì thất bại đó, rồi là người ta cũng không có tôn trọng mình á, rồi lại làm ăn thì thiếu trước hụt sau, không bao giờ thấy dư được ở trong đời sống hết. Do đó có gì Đức Phật dạy là tại vì là con không có cái phước bố thí. Chứ nếu mà con có phước bố thí thì con sẽ may mắn hơn và gặp những điều toàn là những điều lành, và sau này mình làm ăn sẽ khấm khá và lên. Thì cái vị này nói là: bạch Đức Thế Tôn, con nghèo gần chết luôn á, là con không đủ ăn nữa, lấy đâu mà để bố thí. Như vậy Đức Phật á, ngài dạy là con đừng có hiểu rằng bố thí chỉ có là giàu có tiền, có bạc mới bố thí được. Cái bố thí á, nó đem lại phúc báo và may mắn, chứ không có nghĩa là cái phúc báo và may mắn chỉ có tiền mới lấy được cái phúc báo và may mắn. Có nhiều cách mà chúng ta có thể lấy được phước báo và may mắn. Dĩ nhiên có tiền chúng ta sẽ đổi được phước báo và may mắn. Như vậy thì cái gì này mới hỏi Đức Thế Tôn là như vậy thì làm cách nào. Đức Phật ngài dạy là có 7 cách bố thí ở trong đời sống sẽ đem lại phước báo và may mắn. Nếu người nào làm việc này thường xuyên thì cuộc đời của người đó càng ngày càng may mắn, càng ngày càng làm ăn khá giả, càng ngày càng có phước báo và để dành cho hậu vận về già hoặc là qua kiếp sau luôn. Như vậy thì cái vị này mới thỉnh cầu là Đức Phật dạy cho 7 cái pháp bố thí, 7 cách bố thí mà không cần phải có tiền bạc gì cả. Dĩ nhiên mình có tiền bạc bố thí thì là chuyện tốt mà, chứ đâu có sao đâu. Nếu mình đã có tiền bố thí là chuyện tốt, có tài sản vật chất bố thí là chuyện tốt. Nhưng mà đối với người nghèo, người không có tài sản vật chất bố thí thì đây là một cái khó khăn cho họ. Nhưng mà nếu cái người có tiền mà họ không có bố thí tiền, mà bố thí bằng cách không tốn tiền, có đem lại được phước báo và may mắn không? Vẫn được tất cả những ai nếu mà chúng ta bố thí bằng 7 cái phương pháp này thì đem lại phước báo và may mắn cả đời này và những đời sau. Cái thứ nhất á, là Đức Phật dạy đó là nhan thí. Tức là cái nhan là cái dung nhan ở bên ngoài á, của mình đó. Bây giờ ví dụ nha, người ta đi lại chùa mình mặt mình hầm hầm, người ta cảm thấy là người ta sợ đúng không? Như vậy mình bố thí cái không sợ, bây giờ mình cho người ta cái sợ hãi. Hồi nãy ở ngoài cổng người ta đâu có sợ đâu, mà gặp mình tự nhiên người ta sợ. Như vậy thì nếu mà cái nhung nhan gọi là nhan thí, tức là nhung nhan tức là cái dáng vẻ dáng mặt của mình đó, mình gặp người ta mình tươi cười, mình niềm nở, mình thân thiện thì làm cho người ta nhẹ lòng đi, làm cho người ta lại được bớt lo lắng sợ hãi đi, thì đó là gọi là nhan thí. Mà cái người này ít có người làm được cái này lắm, thấy vậy đó chứ khó làm được lắm. Tức là mình niềm nở
Đối với người thân quen của mình nó thì dễ, mà mình niềm nở. Với những người không thân không quen rất khó. Nên đó, thầy đi qua ở bên Mỹ, ở bên châu Âu, hoặc là ở bên Úc á, đi vô một cái quán ăn, nói say hello mình liền à, mà không có quen biết gì chứ, gặp người ta say hello. Vậy đó thì qua bên Pháp có hai chồng Phật tử dẫn đi ăn cái quán đó, mà cái quán đó nó làm thì giống như cái nông dân ở bên mình lắm, nhưng mà ở trong đó bán toàn là phô mai, phô mát này, cái mấy cái loại đó không đó, mà nói là quán sang nha. Thì ông người Pháp đó, ông nói thầy là anh này là very good á, tức là toàn là khách gọi là khách VIP á mới dẫn đi đó, tức là ăn nói nhiều tiền lắm. Bơ nè, mà pho mai nè, pho mát gì đó, nói chung là mấy cái đó không hả. Vô đó làm dĩa này dĩa kia dĩa nọ cũng không có ngoài bơ pho mai pho mát gì đó, làm sắc cộng này nọ ra ăn bánh mì. Ăn một hai miếng thì nó còn đỡ, ăn tới miếng thứ ba cái là nó ngán ngang đây luôn. Mình đó là qua bên nước ngoài á, là mình chỉ cần có hai thứ thôi. Thứ nhất á là mì tôm, mì đi nha, đừng có tôm, mình ở chùa đâu có tôm, mì. Cái thứ hai nữa chán cơm, mà qua bển không có. Tức là người ta đãi cao lương mỹ vị không ăn có nổi đâu, ăn ngán chết luôn, toàn là bơ không mà đâu ăn nổi đâu. Coi vậy chứ mình bản chất nông dân. Nên đi vô quán đó đó, thì có khoảng chừng cả chục cái bàn. Mình vừa vô tới là những cái người khách đó đó, họ chào mình, họ chào vui lắm. Tức là họ chào, họ say hello mình. Rồi đó là ở bên Pháp thì chào theo kiểu Pháp, bonjour, Mỹ hello, dân dân. Nhưng mà hello thì ai cũng biết hết trơn, đi nước nào ta cũng biết hết trơn. Quý thấy không? Mình không quen biết gì hết trơn á. Cái đó là như là cái văn hóa của người ta. Nên những cái nước mà văn minh á, là người ta là chào hết trơn à. Nhưng mà đặc biệt có một cái á, là đi mấy cái quán á, mà có mà không phải nước văn minh á, có gì người ta không có chào. Đó, mình để ý nha. Cho nên đó mình chào nhau niềm nở nó đâu phải là khó khăn gì, nhưng nó rất khó, người đó phải chiến thắng qua được bản thân mình đó, họ mới làm được điều đó, chứ không phải là tự nhiên mà gặp người lạ chào, gặp mọi người đều niềm nở. Nhất là dù ở chùa mình bạc tiếp lễ chẳng hạn, ai vô cũng can I help you, tôi có thể giúp được bạn gì không, vân vân. Có nghĩa là mình niềm nở đó với người ta lợi, người ta cần gì đó, chứ không phải là mình thấy mình quan trọng được đâu, mình là hầm với người ta. Nhưng mà đa phần thấy quan trọng là mình, cái mặt mình tỏ ra quan trọng. Nhất là đi lại mấy chỗ mình cầu cạnh người ta đó, trời ơi, mặt không nở được một nụ cười luôn. Có nghĩa là mặt hầm. Mình là nhìn thấy mà mình trời đang nóng mà mình muốn sốt rét luôn á. Nhìn vô như ai ăn hết của vậy đó. Mình đi cầu cạnh người ta là người ta vậy đó. Nên những người đó thường hay bị tổn phước. Còn người á mày luôn luôn lúc nào cũng niềm nở với người ta chứ, nó phước sanh hoài. Tại phước là gì? Làm cho người ta an ổn. Phước làm gì? Làm cho người ta vui. Chỉ đơn giản thôi, có phước rồi. Nên gặp ai chào hello là có phước rồi, đâu cần đâu. Hoặc là mình nói chuyện với người ta đó, mình đứng căng quá, mình nở người ta với nụ cười. Bởi vì người ta nói bằng nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Đó, cho nên á là mình cười các cái huyệt đạo trên mặt của mình á, nó sẽ được tự hóa giải. Nên người ta nghiên cứu á nha, nếu mà ai cười thường xuyên á, mà cười thiệt tình nha, cười thiệt tình nó mới giải được nguyệt, giải được huyệt đạo. Còn cười không thiệt tình, cười gượng rồi đó, thì nó giải chút chút thôi à, nó không được giải nhiều. Còn người nào mà cười thiệt tình đó là huyệt đạo trên mặt của mình giải. Nên người cười thiệt tình đó là họ khỏe lắm. Nên người mà không có khỏe họ không cười, và người cười họ khỏe lắm. Cho nên đó là quý vị gặp ai cũng gắng cố gắng là mình cười một cách thân thiện, niềm nở với người khác. Tất nhiên là cái dáng vẻ bên ngoài của mình đi bố thí cho người ta đó, mình được phước.
Còn mình gặp người ta là mình cho cái họ sự lo lắng sợ hãi, mình bị tổn phước, tổn đức luôn. Nghĩa là nãy họ không có lo lắng sợ hãi, cho nên gặp mình cái họ sợ lắm. Nên nó nhầm khi nhầm người nó, trời ơi là cái ông vậy chứ uy tín lắm à, gặp đi đâu người ta cũng ngán, người ta cũng sợ, người ta cũng trốn, chứ người ta không có uy tín đâu nha, bị tổn đức tổn phước à, đi tới đâu người ta cũng sợ cũng chết luôn, người ta lo lắng, người ta sợ hãi phập phồng, không gặp ai thôi, gặp mình cái là tim đập thịt rồi. Hồi nãy người ta rất là bình an, bây giờ gặp mình người ta cái sự bình an mất tiêu rồi. Như vậy ta gặp cái gì, gặp cái tướng mình bên ngoài đó, cái nhan nhung nhang ở phía bên ngoài đó, không có hiền hậu, không có niềm đỡ, không có là làm cho người ta an tâm. Do đó mà cái nhan thí á, là cái rất là quan trọng ở trong đối nhân xử thế, trong là giao diện, trong giao tiếp chứ quên, học vi tính kia nó giao diện, trong giao tiếp. Có nghĩa là mình giao tiếp người này, mình giao tiếp cái với người kia đó, là cần cái sự niềm nở, nụ cười ở trên môi, bằng cái sự mình hoan hỷ đó người khác, nhưng mà trong lòng mình á gọi là rầu thúi ruột á, nhưng mà bên ngoài mình cũng phải nở cái nụ cười với người ta để cho người ta an tâm. Mình bố thí mà, do đó mình bố thí cái nụ cười cho người ta, bố thí sự bình an đến cho người khác. Cái điều thứ hai á, bố thí thứ hai á gọi là ngôn thí. Cái ngôn thí tức là bố thí lời nói á. Cái lời nói á quý vị coi vậy chứ nó độc lắm à. Mình nói sao cũng được chứ á, có nghĩa là mình nói ngay cũng được, nói thẳng cũng được, nói méo nói mó nói gì cũng được hết, nhưng mà mình làm nói sao cho người ta vui, nói sao cho người ta bình an, nói sao giúp ích được người ta, nói sao á cho người ta thông tuệ, nói sao cho người ta hiểu được, vân vân, thì cái lời nói đó sẽ đem lại lợi ích rất lớn, có nghĩa là đem lại phước báo rất lớn. Nên nếu lời nói của mình á, có nhiều người á ta lời nói hòa giải, có nghĩa là hai bên người ta tranh luận, ta chống cự với nhau, mình lợi nói hòa giải với họ. Cái con người á thì cái ngôn ngữ nó chiếm rất là quan trọng ở trong đời sống. Về mặt giao tiếp, hầu như ngôn ngữ nó chiếm hầu hết tất cả các mặt truyền đạt thông tin ở trong xã hội á. Từ khi có con người là có tiếng nói, chữ viết nó sao tiếng nói xa lắm. Ví dụ như người Việt của mình nè, chữ viết mới mấy trăm năm nay chứ nhiều, mà người Việt mình đã xuất hiện từ hồi thời Đông Sơn, hồi thời á là chống đồng tới giờ, rồi nửa xa lắm. Tức là người Việt Việt cổ mình á, người Giao Chỉ á, dần dần, tức là có con người là có tiếng nói à. Mà một nhóm người thì người ta có tiếng nói riêng của nhóm đó. Cho nên đó, có những dân tộc xài tiếng nói riêng của dân tộc đó. Ví dụ như nước mình đó là năm mươi mấy dân tộc phải không? Thì là có năm mươi mấy cái ngôn ngữ khác nhau. Mỗi dân tộc đều có ngôn ngữ khác nhau. Bởi vì cái miệng của con người của mình đó có thể phát ra hầu hết tất cả các loại âm thanh. Nên quý vị là mấy cái kỳ mà thi Got Talent gì đó, là có những cái người mà ta hót thành con ngựa kêu, con gà gáy, con chó sủa, con vịt kêu, thằng lằn chắc lưỡi gì, làm được hết. Tức là cái lưỡi của người mình á và cái cột hơi của dây thanh âm cộng với nguyên cái bộ răng hàm mình luôn, hết trơn môi luôn. Tức là răng, môi, lưỡi, dây thanh âm, hàm cộng lại với nhau thì nó sẽ làm rung, rung ra được cái tần số, và tần số này là tần số âm thanh. Như vậy thì con người mình có khả năng là làm rung động ra nhiều cái âm thanh với những cái tần số dao động khác nhau, mà con khác nó làm không có được. Ví dụ như con sáo, con cưỡng, rồi con quạ, con nhồng, con két, mấy con đó có thể bắt chước tiếng người nói được. Nhưng mà nói cũng lơ lớ chứ không có ai.
mày ngon lành đâu. Đâu có bữa trước á, đi giao nhà ở đâu Long An hết nè, vô nhà đó không có ai hết chứ á, mình ghé vô nhà không ai hết chứ, mà như không nghe tiếng đồ ngu, trời ơi sao tự nhiên vô đây mà chửi tôi. Nghe nhỏ cho đồ ngu, nhìn lại thấy ông Sáu nhảy, ông nói đồ ngu, mình tính đâu mình ngu thiệt. Mình hỏi đứa nhỏ sao mà tự nhiên gặp tôi nói đồ ngu vậy. Là thầy ơi dạy nó mới có một tiếng đó, tức là mới dạy được nó có một tiếng đồ ngu à. Là trời sao không dạy tiếng gì cho ngon, dạy tiếng đồ ngu. Là tại vì dạy nó hoài nó không biết nói, cái nói đó đồ ngu chỉ nó riết cái nó nói được tiếng đồ ngu. Hiểu không? Tức là mình dạy nó mà dạy hoài nó không biết nói, cho nên là chửi nó đồ ngu biết. Ông nói có chữ đồ ngu mà. Nên con người của mình á, cái lời nói là để truyền đạt thông tin. Cái lời nói để truyền đạt thông tin. Cái thông tin mà mình truyền đạt cho người khác, thông tin có nghĩa là gì? Là ý mình muốn nói gì đó. Cái ý mình nói là chỉ nói thôi, chứ thực không phải là thông tin, là truyền đạt ở trên cái ý của mình. Ví dụ như ý của mình muốn truyền đạt lại một cái gì đó, có thể mình dùng cử chỉ, có thể là mình dùng lời nói, và có thể là mình dùng ký hiệu. Tức là mình truyền đạt thông tin có nhiều cách lắm, nhưng mà lời nói là trực tiếp, là nhanh nhất. Không có cái nào mà nhanh qua lời nói, trường hợp tha tâm thông thôi. Chứ còn tất cả khác lời nói rất là nhanh. Có nhiều người là nói trong một giây á, như vậy là nói bao nhiêu từ đó. Có người nói nhanh lắm, có người thả chậm như dòng trôi. Nhưng mà người ta giao tiếp bằng lời nói thành thói quen, cho nên khi mà chúng ta nói lên vấn đề gì đó thì người khác sẽ hiểu cái quy ước của những cái lời nói. Và chính hiểu những cái quy ước của lời nói đó làm cho họ sanh tâm, đúng không? Tức là sanh tâm sau khi hiểu, phải không? Hiểu nghĩa là gì? Bây giờ mình chú ý vào đó, mình biết nó là cái gì, thì mình biết nó là cái gì thì mình sanh cái tâm tương đương với nó. Cho nên khi mà mình nói lên lời nói xấu, độc ác, thì làm cho người ta sanh những tâm hoảng sợ, lo lắng, hoặc là sân giận, vân vân. Còn mình nói lên một cái lời mà cho họ lợi ích, bình an, những lời mà họ thích, làm cho họ có tâm hoan hỷ. Mình nói lên những lời mà sự thật thì làm cho họ gần gũi hơn, và họ kính trọng mình hơn. Mình nói lên những lời giáo lý nhà Phật thì làm cho những họ biết ngõ mà tu tập tránh những điều ác, vân vân. Như vậy thì cái lời nói của mình nó cực kỳ quan trọng. Ví dụ như hồi nãy không có sao hết á, nhưng mà mình khi nói ra người ta xỉu, nói lời độc ác ta xỉu, mình nói những lời mày cay đắng, nói lời đắng cay, có cái bộ phim gì nè, không thương nhau đừng nói lời cay đắng, mà sao chiếu đâu được lần cái nghĩ ai coi luôn, bây giờ mất tiêu luôn. Cho nên cái lời nói mình nó quan trọng vậy. Nhưng mà lời nói như thế nào là bố thí? Bố thí có nghĩa là mình cho người ta một cái lời nói để cho người ta nghe mà người ta hài lòng, người ta vui, người ta được lợi, người ta được thanh tịnh, người ta hiểu đạo, dần dần. Nói chung là cái lời nói mình nói ra vậy đó. Nói ra người ta vui, người ta hài lòng, người ta hoan hỷ, người ta có sức sống, người ta là đang gục ngã vậy đó, mình lợi mình nói người ta đứng lên, là mình khuyên đó, lời khuyên. Nên con người mình thật ra rất là yếu đuối, cho nên có những lúc mình gục ngã thì cũng cần phải có người khuyên, ở kế bên khuyên. Chứ đừng nói là thấy tướng là mập 7-8-90 kg rồi ha, mình tính đâu ngon, nhầm khi mấy ông đó lại nhát, trái tim bé bỏng, nhỏ bé, dễ vỡ. Cho nên cần những cái lời khuyên răn hơn là lời nạt nộ. Nên lời nói của mình đó nó quan trọng vậy đó. Nên mỗi khi cái người lời nói ai, lời nói độc ác, lời nói nạt nộ, lời nói làm ta hoảng sợ lo sợ đó, thì mình mất phước mất công đức dữ lắm.
Nên cái lời nói của mình gặp người ta, mình khen người ta, mình khích lệ người ta, mình an ủi người ta, mình chỉ bảo cho người ta, mình nói là ái ngữ cho người ta vui, cho người ta hài lòng, rồi phước báo nó sanh, sanh trên lời nói mình một từ cái nó sanh chùm 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 phước, từ từ chùm 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 phước. Có nhiều người nói mà sanh phước báo không, xài cả đời cũng hết. Nói người ta thấy dễ thương, ta nghe người ta hoan hỷ, người ta nghe người ta rất vui, người ta nghe người ta rất hài lòng, và nghe người ta hiểu được đạo lý, rồi nghe người ta hiểu được đạo pháp. Tức là lời nói có nhiều cấp độ khác nhau mà đem lại phước báo khác nhau. Cái lời nói mà để gây tiếng cười không á thì phước nó nhỏ, mà lời nói người ta hiểu đạo lý là phước nó lớn hơn, tại vì hiểu đạo lý người ta sẽ bớt làm ác. Rồi lời nói á, ta hiểu được á là Phật lý, cái đó là phước báo lớn nhất. Mình nói sao mà ta hiểu được Phật lý, có nghĩa là hiểu được trong kinh sách nói gì nói gì. Mình nói gì người ta, sau khi nói xong ta hiểu được. Rồi sau khi mình nói xong á, ta hiểu được đạo lý ở đời, nhân nghĩa ở đời, thì mình đã được phước báo đó. Rồi sau khi mình nói xong ta có kiến thức, sau khi mình nói xong ta rất vui, người ta nằm ta cười mình hoài tới sáng luôn á, là biết là cái lời nói đó phước báo lắm rồi, tức là làm cho ta hoan hỷ. Cái cô kia bị chồng bỏ, cô ngồi giàu giàu chỗ của ông, nói gì ai hết trơn, ai khuyên răng gì cũng không được chứ. Vậy mà có cô Phật tử, cô lại cô khuyên cô đó, qua bữa sau cô đi chùa cô hết buồn luôn đó. Hỏi sao cô khuyên hay vậy, người nào lại khuyên cổ cũng không nghe chứ á. Cổ buồn, gọi là buồn thê thảm, chắc cổ thương chồng dữ lắm, tại ông chồng quý lắm. Hồi xưa lâu lâu hồi Tết nấu bánh chưng rồi đó, cái hồi lúc đó ba thầy nhỏ nhỏ, ông hay nói là con vợ là nợ quan gia, chồng là ngọc ngà châu báu. Tôi nhớ câu đó nhớ hoài, nói chơi nhưng mà mình nghe cũng hay. Tại không ngọc ngà châu báu sao ta bỏ đi ở đây mình buồn khổ dữ dội. Ai cô này ai khuyên gì á, cổ không ăn không uống không, thậm chí không tắm không ngủ gì hết trơn, là ngồi giàu giàu, ngồi như là gà nuốt dây thun. Quý vị biết gà nuốt dây thun ở dưới quê á, bởi vì khi mà chúng ta bỏ dây thun hoặc là bỏ ba cái ống hút này nọ đó, thường hay con rùa nó ăn, gà nó ăn vô đó, cái dây thun mà gà nó nuốt vô một cái mỏng đâu có ăn gì được đâu, không ăn gì được, tối ngày nó thở khó không ăn gì được, chứ nó ốm nhách xuống à, tại nó đâu ăn được đâu. Khi bạn gà nuốt dây thun là vậy đó. Ở dưới quê người ta thí dụ nhiều cái hiện tượng hay lắm, ta nhìn cái này nhìn cái kia cái tay thí dụ. Có người nào á mà ốm rồi ha, rồi là ăn không chịu ăn, gọi là kén ăn. Kén ăn nghĩa là gì? Kén ăn nghĩa là người đó cái món nào ăn ngon mới ăn, món nào ngon không ăn, rồi riết ốm nhách vậy đó. Ốm nhách thì thấy cái thân nhỏ xíu mà cái đầu mình lớn á. Ở dưới quê người ta nói là giống cá lóc mắc nước mặn. Cá lóc mắc nước mặn cũng vậy đó. Đó, cái gì ở dưới quê người ta thí dụ nhiều cái mà mình nghe nhầm khi người ta sốc. Nhưng mà thật ra đó là những cái ngôn từ mà người ta xài tiếng địa phương á, người ta thường hay thí dụ như vậy. Cho nên á là mỗi khi á cái nói xong cái chuyện cô kia đi, cổ hỏi cô sao mà khuyên, cái cổ nói có gì đâu. Con lợi con la Út ơi, cái cô đó là cô Út, Út ơi sao buồn vậy, ngồi nín thinh à, sao buồn vậy, nói cho bảy nghe Út mà. Rồi, anh Út con bỏ con rồi bảy ơi, nói vào cầu đầu đó vô đầu vô đề đó. Trời ơi, mỗi lần á anh bảy mày cũng bỏ tao, lúc đó tao muốn chết luôn. Nhưng mà sau đó bắt đầu đi chùa mới hiểu được giáo pháp của nhà Phật, học giáo pháp nhà Phật rồi mới thấy thảnh thơi. Chứ nếu mà bây giờ á mà ổng còn ở đây á thì tối ngày ổng dẫn bạn nhậu về, ổng nhậu không mình dọn bàn cũng đủ chết nha. Rồi á là đi chùa ổng đâu có cho đi này nọ, nên nói riết á là tức là ổng bỏ cũng trong cái xui cũng có cái hên. Cái gì cũng vậy, trong cái xui có cái hên, xui là bị ổng bỏ nhưng mà hên á được giải thoát. Giải thoát cái khỏi một người ràng buộc. Do đó nếu mà còn vậy đó, nội đại bạn nhậu ông không kìa, bỏ rồi mới đi xóm dưới, mới cưới cái cô khác,
mà cưới cô khác bây giờ á là như cái hũ ở dưới quê ta như cái hũ hèm tức nhậu á, nhậu người ta là nhậu như cái hũ hèm. À, tức hèm là gì, là người ta nấu rượu á sao cùng còn đó, đó còn gạo cơm mà nấu ra rượu xong rồi đó còn lại đó rồi hèm ta cho heo ăn mau lớn. Cho nên đó bây giờ nhậu như hũ hèm, cái cô vợ sau đó lo muốn chết luôn, lo đâu có nổi đâu, trả tiền rượu không đủ chết, là thấy hên không, chứ phải chi mà ông chung thủy mình tới giờ mình trả tiền rượu cũng đủ chết, đừng nói đi chùa. À, thấy không, vậy trong cái xui có cái hên con, nên con đừng sợ mai mốt là mình nhầm khi mình thấy mình xui gì đó, cỡ chừng mình có cái hên là thôi giờ anh đi chùa theo là bảy đi, à, đi chùa rồi tu tập từ từ đi. Đó, cô kia nghe thấm thấm từ từ người ta giải khoai người ta đi. Cái này hiểu giáo lý nhà Phật thoát qua. Đó là cũng dùng cái lời nói à, mà mình cứu người ta từ đáy của địa ngục, mà mình giật đứng ta lại mình khuyên rằng những cái lời đó, thấy không? Cho nên á, những cái người mà có những cái lời giống như là đưa cái tay ra kéo người ta lên thì cái đó là phước dữ lắm. Chứ đừng có bao giờ mà thấy người ta ngã té xuống rồi đạp thêm đạp, tức là mình ném đá người ta đó, tức là thấy người ta mày đã lỗi lầm rồi, người ta ngã gục rồi, bây giờ mình ném thêm cái nữa đó là dùng cái lời nói độc ác đó. Thực ra trên đời ai mà không có lỗi, cho nên thấy người ta có lỗi rồi đầu mình vô mình ném đập rầm cho người ta mà bẹp rồi thôi á. À, quý vị thì cái đó không có phước báo, mà nó quay lại là mình có tội, nó làm cho cái sự may mắn của mình nó bị mất đi. À, như vậy là cái lời nói nó quan trọng vậy. Nên mỗi khi chúng ta nói điều gì, chúng ta phải nghĩ làm lợi cho người khác, nói những lời tốt đẹp cho người khác, nói sao mà người ta hiểu được đạo lý ở đời, nhân nghĩa ở đời. Mình nói sao ta hiểu được kiến thức của cuộc sống để họ sống bớt khổ hơn. Mình khuyên răng họ, và cuối cùng mình nói sao á để cho họ biết được là Phật lý, có nghĩa là biết được giáo pháp nhà Phật, thì cái đó mới là cái tuyệt vời nhất. Vậy đó quý vị, là phước báo nó vô ào. Bởi vì khi mà mình có cái miệng, mà mình sử dụng cái miệng mình để ăn, để nói, cái miệng á, ăn, nói, uống. Cái miệng mình á, để ăn, để nói, để uống nói vậy thôi à. Nhưng mà người ta dùng cái lời nói mình á để sanh phước, chứ ăn với uống nhiều quá nó cũng tổn phước à. Cái thứ ba á, là gọi là tâm thí. Cái tâm thí á là chúng ta mở rộng cái lòng mình á, bao dung và rộng lượng, mình khai tâm, mình mở trí á, cho người ta. Và khi mà ta sống với gần mình á, ta tiếp xúc với mình á, ta cảm thấy cái tâm của mình nó tốt, cảm thấy cái tâm của mình có lòng thương yêu, cảm thấy cái tâm của mình rất là đúng đắn, sự thật, đàng hoàng. Đó là tâm thí đó. Thông qua cái tâm mình mà làm lợi ích cho người ta thì gọi đó là tâm thí. Ví dụ như á, người ta ở gần mình, ta thấy cái tâm mình rất tốt, nên làm ta rất hoan hỷ. À, ở gần mình á, ta thấy tâm mình rất là thật lòng, à, ta rất là hoan hỷ. Ở gần mình á, ta thấy mình á, có lòng từ bi hỷ xả, thương yêu. Thấy ở gần mình, thấy mình á, rất là hiền lành. Thì đó gọi là tâm thí đó. Tâm thí có nghĩa là tất cả những cái tâm của mình mà người ta gần á, người ta có một cái cảm nhận, cảm nhận từ cái độ của tâm mình á, là thấy mình rất là khoan dung, thấy mình rất là độ lượng, thấy mình rất là từ bi, thấy mình rất là tốt với người ta. Tâm thí vậy đó. Chứ không phải mình đem cái tâm này thảy ra, tâm kia thảy ra, là không phải. Mà ta gần mình á, ta cảm nhận được điều đó, tại tâm không thấy, chỉ biết bằng cảm nhận thôi. Tức là ở gần mình ta thấy á, là rất là bình an, là tại vì ta thấy mình có lòng từ, thấy mình có lòng thương, thấy mình chân thật, thấy mình á, không có lừa dối. Đó là tâm chứ gì nữa. Nên tâm thí là gì đó. Nên chúng ta ở gần tất cả mọi người, mình hãy khoan dung độ lượng, thương yêu thật thà, tâm giúp đỡ họ, thì là tự nhiên mình có phước. Là tại vì họ gần mình, họ được lợi ích thì có phước gì nữa. Ví dụ như là mình khoan dung độ lượng thì họ gần họ nhẹ nhàng thanh thản rồi, rồi mình rất là thật thà thì họ gần mình họ rất là bình an rồi. Rồi còn chưa nói tới là mình thông minh sáng suốt, mình còn giúp đỡ họ những cái này họ kia thì trở thành tâm tốt, đúng chưa? Tâm đó là tâm tốt, tâm tốt mình mới giúp người ta.
à, giúp người ta bằng kiến thức này, kiến thức kia, kiến thức nọ. Đó là tâm tốt. Nổi cái tâm tốt thôi là có phước rồi. À, tâm tốt, tâm giúp người á. À, giúp người này, giúp người kia mà không có nệ hà gì hết trơn, không có tính toán, không có so đo gì hết trơn á. Nên có nhiều người tâm rất là tốt vậy đó. Ở trong quận 10 nè, trong cái đường hẻm mà xẹt mấy chục á, có chú đó chạy ông đã ôm thôi. Mà cái gì ông cũng tham gia chứ nghe. Có nghĩa là nhà nào thiếu gạo, thiếu cơm rồi tan gia gì đầy gì gì, ông cũng chạy đi, ông xin đầu này xin đầu kia, ông cho này chiêu nó, ai cũng thương ông. Đó, ông tâm tốt vậy đó. Ông chạy ông đa, thấy người nào nghèo quá ông lấy tiền xăng không à, ví dụ như vậy đó. Rồi á, là thấy cái nhà nào ông chạy vòng vòng hẻm nhiều lắm, ông thấy nhà nào khó khăn gì là ông đi xin, đi xin gì ông cho người đó. Chạy ông đa, ông xin gì rau củ gì đâu, chiều gì ông cho, vòng 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 vòng, ông tâm tốt vậy đó. Ông thấy người ta tuy là mình không có của thiệt, nhưng mà cái lời nói của mình để xin những người khác mà rất là chân tình, là rất là thật lòng với tất cả mọi người xung quanh, nên ai người ta cũng thương. Nói gì nghĩa là người ta bố thí bằng cái tâm, tâm bao dung, tâm khoan dung, tâm rộng lượng, tâm là luôn luôn giúp đỡ người khác. Nói chung sống bằng cái tâm rất tốt, thì chính cái tâm tốt đó nó làm cho là người ta là được nhiều cái lợi ích, nên mình là được cái phước báo. Nên cái tâm của mình đó, khi mình giao tiếp với người khác đó, thì mình xô ra cái tâm, cái tâm mình xô ra bên ngoài, xô xô tiếng Anh à, cái xô là mình đưa ra phía bên ngoài cho người ta thấy á, chiếu ra cho người ta thấy đó, thì là những cái phải là những cái điều tốt đẹp với họ. Tuy là bên trong mình chưa phải là tốt 100%, nhưng mà khi đối xử với mọi người phải bằng cái tâm tốt. Cái điều này á, được ông Ngô Thừa Ân á, ông dệt nên các tính cách nhân vật ở trong phim Tôn Ngộ Không á. Năm thầy trò đi thỉnh kinh, thứ nhất á, là đường tâm tạng, đại diện cho tâm rất là lương hiền, cái tâm rất là hiền lành, cái tâm rất là chân thật, tâm rất là bao dung rộng rãi. Nói chung là một người rất là tốt để mà có thể bước lên bậc thánh. Đó là đường tâm tạng hiền lành, rồi là thật thà, khoan dung độ lượng từ bi. Đó là ngày đường tâm tạng Trần Quyền Trang. Rồi thứ hai á, là ông Tôn Ngộ Không. Ông này đó là khỉ mà, nên lăng xăng lăng xăng lăng xăng lăng xăng khỉ là nên tâm lăng xăng lăng xăng lăng xăng, tức là nói lên á, cái tâm của con người là cái ý và cái tâm con người nó hay khởi lên khởi xuống, nhưng mà nó biết hết tất cả xung quanh, nên cái nhân vật này rất là khôn ngoan. Sự khôn ngoan nhưng mà lèo qua lèo lại, nhảy tới nhảy lui chứ không có đứng chỗ. Cái thứ ba nữa là chư bát giới, là cái tâm phàm phu tục tử, là tâm tham á. Tâm tham, tâm phàm phu tục tử, tham ăn, tham dục, tham gì đủ thứ hết trơn á, tâm tham. Còn là ông Sa Tăng Ngộ Tịnh á, là đại diện cho tâm ác, tâm sân. Còn Bạch Long Mã đại diện cho cái tâm mày phóng vật đi luôn á, tức là tâm viên á, là ngựa, ý mã là Bạch Long Mã. Nói chung là đang nói tới á, là một người rất hiền, tức là cái tâm hiền lành, rồi á, tâm nóng nảy, cái tâm tham dục, rồi á, là cái tâm lăng xăng, nói chung con người vậy đó. Nó có nhiều cái trạng thái tâm khác nhau. Khi mà mình đối diện với người khác á, thì nên đem cái tâm của ngài đường tâm tạng ra mà đối xử với người khác, thì nó sẽ trở nên phước báo rất lớn. Ví dụ như mình gặp người ta, mình hiền lành, mình khoan dung, mình độ lượng, mình giúp đỡ, thấy không? Mấy con yêu quái đó, nó quá thay ra những người bị tai nạn không à. Giữa rừng sâu tự nhiên có bà già ngồi đó, không có ai hết. Thì ngài đường tâm tạng, ngài thấy tội nghiệp, ngài lại, ngài hỏi thăm bị bắt, yêu quái bắt.
Quý vị thấy không? Tức là Ngài á, là có tấm lòng tốt á, hay giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, giúp đỡ người nọ. Mà nhầm khi á, còn bị nó lừa nó chứ. Nên người tốt dễ bị lừa là chỗ đó đó. Nói vậy không có nghĩa là mình bị lừa là mình là người tốt. Người tốt dễ bị lừa. Chứ quý vị Phật tử đừng ở dưới ngồi cười là trời ơi không gặp con bị lừa quá trời. Vậy là con người tốt chưa có chạc. Người tốt dễ bị lừa. Chứ không có nói người bị lừa là người tốt. Hiểu không? Nên mình đừng có hiểu lầm đó. Cái điều thứ tư á là nhãn thí. Nhãn là cái đôi mắt của mình á. Cái ánh mắt với cái nụ cười, mà nụ cười á thì nằm trên cái nhan. Còn ánh mắt mình á là thể hiện sự thân thiện. Coi vậy chứ con mắt mình á nó cũng độc lắm nha. Con mắt mình nhìn chừng chừng, liếc ngang, liếc dọc, trợn ngược, rồi ngó xuống, rồi ngó lên, nhìn thẳng. Tức là con mắt của mình có nhiều trạng thái. Mà khi nhìn vào con mắt của mình á, là người ta an tâm, người ta vui, người ta là thấy cuộc đời còn có thể sống tiếp. Hay là nhìn con mắt của mình á, là người ta thấy thôi. Hết đường rồi. Nên đó là cái ánh mắt nó quan trọng lắm. Ở đây không nói mắt một mí, không nói mắt hai mí, không nói mắt cắt, không mắt gắn cái gì mắt cara rồi, không nói gì, không nói mắt sơn phết gì đây hết trơn, mà nói cái ánh mắt. Nó không có nói tới cấu tạo con mắt mà nói tới ánh mắt. Nên mỗi khi á, là cái người mà ngay thẳng á, người ta nói ta nhìn thẳng vào người nói. Còn người không ngay thẳng á, nó không dám nhìn thẳng. Tức là khi nói chuyện với người đối diện không dám nhìn người đối diện. Con mắt á, nhìn vậy. Rồi á, có những người mắt láo liên. Người mắt láo liên á, là người đó sanh tâm mà, sanh tâm là có cái ý đồ đó. Láo liên nghĩa là đổi đối tượng liên tục. Nhưng ở đó chúng ta không có nói tới thái độ đó, mà chúng ta đang nói tới thái độ tiếp xúc. Chứ chúng ta không coi ma y thần tướng, tức là chúng ta không coi về cái tướng số học về mắt. Mà ở đây á, là mình nói về cái sự tiếp xúc với cái ánh mắt hiền từ, bao dung, thương yêu. Có một cái đoạn kinh tả Đức Phật khi Ngài đi trước, Ngài quay lại, Ngài nhìn La Hầu La với ánh mắt voi mẹ nhìn voi con. Tức là ở trong cái đoạn kinh đó ghi chép lại á, là khi Đức Phật đi trước, Ngài La Hầu La đi sau. Ngài La Hầu La là con của Ngài, về thế gian á là con ruột đấy. Đức Phật quay lại nhìn La Hầu La với ánh mắt như con voi mẹ nhìn voi con. Người ta không có tả ánh mắt là nhìn lên, nhìn xuống, nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn thế nào hết. Nhưng mà như con voi mẹ nhìn con voi con. Nên bữa nào chúng ta là đi đâu á, gặp cái đàn voi á, có voi con, voi mẹ, thấy ánh mắt voi mẹ nhìn voi con như thế nào. Mà nói lên bao nhiêu điều đó thôi, chúng ta mới thấy được á, là cái ánh mắt của một người cha, một người thầy nhìn cái người học trò, nhìn người con của mình đầy lòng yêu thương, bao dung, độ lượng, cái ánh mắt đó đó. Cho nên á, là mỗi khi chúng ta nhìn ai thì mình đừng có hốt hồn họ, mà mình nhìn ai là mình hãy á, như cái bàn tay xoa vào đầu họ. Bàn tay, nói là bàn tay yêu thương nha, chứ không phải lấy bàn tay xoay đầu người ta. Bàn tay yêu thương với ánh mắt nhìn đó. Cho nên ánh mắt nhìn quan trọng lắm. Nhầm khi mình liếc một cái một ta là sợ liếc nửa lưỡi lam. Rồi á, những đôi mắt mang hình viên đạn, có nghĩa là mình nhìn ta một mà ta lủng tim. Rồi mình liếc người ta một cái á, là người ta rách mặt, nghĩa là lưỡi lam phóng qua mà sao không rách mặt được.
Cho nên đó, với cái nhìn của mình cũng phải tập. Mình nhìn ta bình thường, đâu đó đừng liếc ngang, liếc dọc, trận trắng, nhăn mặt, nhăn mày, vân vân. Thì đây á, là nhãn thí. Nên mỗi khi á, mình nhìn một cách á, là hiền diệu, mà nhìn một cách á, gần gũi, nhìn cách chân tình, nhìn cách ngay thẳng, thì đó cũng làm cho người ta an tâm hơn, làm cho người ta vui hơn, thì mình cũng được nhiều cái phước báo ở trong đó. Và cái điều thứ năm á, là thân thí. Cái thân thí này á, nó nói lên những cái hành động của mình. Cái thân thí á, nói lên hành động mình, là mình có thể là giúp đỡ người khác bằng công sức của mình. Ví dụ như vào thời Đức Phật, thì Đức Phật đi đến một cái nơi đó, thấy một cái bà già ngồi cạnh bờ sông. Cái này quên, không phải là Đức Phật mà là một vị A-la-hán tỳ kheo. Ngài đi đến cái bờ sông, gặp một cái bà cụ già đang ngồi khóc. Bà rất là nghèo và đói, bà đang ngồi khóc. Thì cái vị này mới hỏi bà là tại sao bà lại là ngồi đây khóc. Bà nói là bà nghèo khủng khiếp lắm, nên là bà đi kiếm một cái miếng ăn cũng rất là khó khăn, nên bà ngồi đây bà khóc, bà muốn nhảy xuống sông cho nó hết khổ. Tại bà không biết nhảy sông không có hết khổ đâu, mà sanh lên cảnh giới cao hơn mới hết khổ. Mà sanh cảnh giới cao hơn thì phải tâm phải tốt hơn tâm ở cõi này. Nên cái vị đó nói với bà là sao bà không bán cái nghèo đi. Bà nói là bán cái nghèo bằng cách nào, ai mua cái nghèo mà bán. Thì cái vị này nói là các cái vị tỳ kheo đang ngồi ở trong khu rừng đó, đang ngồi thiền ở trong đó, nên có cái giờ ngồi. Ví dụ như là một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong, sau khi đi kinh hành xong, tìm một gốc cây, tìm bãi tha ma, tìm ngôi nhà trống, chéo chân kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào sở ra. Thì sau cái giờ ngọ đó là khoảng 1 giờ các vị đó ngồi. Ngồi là tới khoảng 4-5 giờ đó các vị mới xuất ra, tức là xả thiền, các vị đi khinh hành. Khi nào xong tối các vị ngồi thiền chút nữa thì các vị đó mới là ngủ. Thì lúc mà cái giờ chiều ngồi thiền dưới gốc cây tới chiều xuất thiền đó, thì xuất một tại ở cộng chú, tức là ở trong rừng nhưng mà cũng từng gốc cây, ở trong một cái nhóm, một cái đoàn, tăng đoàn vậy đó. Thì nói cho bà, nói là giờ sau khi các vị đó ngồi thiền ra đó, bà hãy xuống cái dòng sông cặp bên cái dòng suối đó, bà hãy múc nước lên và bà cúng dường cho từng vị vậy thôi à. Là bà sẽ được nhiều phước báo, kiếp sau là bà sẽ giàu sang phú quý. Nhưng mà với cái tâm thành kính nữa, tức là hành động bà cúng dường thôi, thì là bà đã giàu có ở kiếp sau rồi. Nhưng mà nếu với cái tâm thành kính, tức là tâm đại thiện đó, tức là phát cái tâm đại thiện đó, thì là bà sẽ sanh cảnh giới cao hơn nữa. Bà nghe vậy đó, bắt đầu bà phát tâm. Ngoài đi ăn mài ra, thì tới giờ các vị mà sức xả thiền á, là bà cúng dường. Và kiếm cái gáo, bà múc nước lên, bà làm sạch, rửa gáo sạch sẽ hết, múc nước lên, cúng dường cho một vị. Vị đó uống xong rồi, đó, bà mới đi xuống suối, bà múc cái khác là trong nhất, nước sạch nhất, bà rửa xong xuôi hết, bà múc, bà dâng lên cúng với cái tâm thành kính, dâng lên cúng dường cho các cái vị tỳ kheo với tâm đại thiện. Vậy mà là bà cúng dường mấy ngày thôi là bà đi xin ăn là đầy đủ hết, là người ta cho rồi. Bà khởi lên một cái lòng tin sâu sắc nữa, bà cúng dường tiếp và bà học giáo pháp. Bà học giáo pháp thì không bao lâu bà hết mạng số thế gian, bà sanh về cõi trời. Mà trong khi sanh về cõi trời mà bà biết được giáo pháp nữa, là về cõi trời bà học tiếp ở trên đó, chứ không phải là chỉ có phước không. Nên
Quý vị thấy á, là cái phước báo á, nhầm khi á, nó đâu phải là tốn tiền đâu. Bà xuống cái dòng suối mà chỉ múc nước lên bà thành kính mà dân cúng thì cúng dường đã là phước báo, mang tới là giàu sang phú quý rồi. Còn này, lòng thành kính dâng lên phát tâm đại thiện, nó hai cái nha. Cho nên á, là khi mà mình cúng dường bố thí với lòng từ bi, lòng thương yêu mà mình bố thí, cúng dường với lòng tôn kính mà cúng dường, tức là tâm đại thiện, nên cúng dường cái tâm nó cao siêu hơn. Tại lòng từ bi của mình không quân tập nổi, mình chỉ có tội nghiệp người ta mình cho thôi. Chứ còn mà nếu khởi lên lòng từ bi mà thương yêu nữa với tâm Bồ Tát á, thì là phước báo lớn. Nên đa phần là mình cúng dường về mặt mình á, là phước báo lớn hơn về mặt khởi tâm. Nên có câu chuyện bà già cúng đèn dầu đó. Mỗi năm Đức vua Basenadi, vua Ba Tư Nặc á, mỗi năm Đức vua Ba Tư Nặc á là khởi lên cái tâm và cúng là một cái ngày đại lễ lớn, cúng những cái đèn dầu lớn và những cái xe mà cúng y á, tức là mua từng cái xe vải về cắt ra y cúng cho thiên tăng, ngàn người, hai ngàn, nhiều ngàn. Nói thiên tăng phải là ngàn, mà thiên tăng đang nói tới số nhiều, rất là nhiều vị tỳ kheo. Nên ngày cúng thì bà già cũng phát tâm cúng. Bà đi ăn mài, bà nghe nói là cúng dường cho Phật có phước, cho nên là bà khởi một cái tâm đại thiện là muốn cúng dường, phát tâm cúng dường Phật. Mà bà đi mua có ăn đấu dầu nhỏ xíu nè, mà bà không có tiền đủ, cho nên bà mới năn nỉ cái người bán là bán cho bà, chứ bà không có đủ tiền đủ, và thiếu xu hay xu đó, tại giá hồi xưa mình không biết, tiền ruby của Ấn Độ. Thì ông ta thấy bà tội nghiệp quá, bán cho bà ngọn đèn. Và là bà đi đến cúng dường, thì vào các cái buổi tối đốt đèn lên những cái cây vậy đó, dắt sáng lên, thì các vị A-la-hán đã dùng thần lực để quạt tắt hết các ngọn đèn ở trên cao. Quạt tới ngọn đèn của bà không tắt, đã mới lên bạch Phật tại sao thần lực vị A-la-hán quạt không tắt nổi ngọn đèn của bà. Đức Phật nói là ngọn đèn của bà được Phật thọ ký, là tại vì cái tâm đại thiện của bà phát lên mãnh liệt quá. Bà cúng có nhiêu đây à, mà với tâm bằng cái biển, với tâm tôn kính Phật Pháp Tăng, với lòng tôn kính gọi là tịnh tính bất động đối với Phật mà bà cúng dường. Cho nên mười phương chư Phật phóng quang thọ ký, cho nên thần lực A-la-hán không quạt tắt được đèn. Nên phước báo của bà rất lớn. Nên cái tâm của mình nó quan trọng lắm. Ở đây á quý vị, cái tâm mình á nó cực kỳ mà quan trọng. Còn ở đây người ta nói tới thân thí. Thân thí á là mình dùng cái sức lao động của mình, dùng cái sức lực của mình như làm công quả, dùng mình nuôi bệnh, giúp người ta qua đường. Ở dưới quê á, thường thường ngày xưa đó, là ở nhà này cất nhà, là ở xóm ta lại cất giùm nha, không phải như bây giờ mướn thợ. Hồi xưa ví dụ như nhà này cất là nguyên xóm người ta lại người ta cất từ sáng đến chiều á, là muốn xong nhà đó, cất cái ngày một mà nhiều lắm là hai ngày thôi á, là nhà xong cái nhà rồi. Thì đó cũng là thân thí. Rồi thân thí nó có là bố thí một phần trên thân, ví dụ người ta bố thí cái giác mạc, cái võng mạc, giác mạc, rồi người ta bố thí cái máu. Vừa rồi báo đăng á, là tình hình có thể thiếu máu trong dịp Tết á, tiếc là thiếu máu dự trữ á, nên á, những cái người mà người ta đi hiến máu, người ta gọi là đi hiến máu, người ta có những cái vận động hiến máu. Đối với những cái người ngoài, người trong tôn giáo, người trong chùa thường hay tổ chức là hiến máu nhân đạo để cứu sống những người mà cần phải vô máu trong khi bệnh hoạn ốm đau, mổ xẻ vân vân. Cho nên là chúng ta mới thấy là cái thân thí là
cái thân của mình nè, sức lực của mình nè, rồi á là các cái tạng có nghĩa là những cái phần trên thân thể mình á, đây gọi là tạng, trong đó có máu và có những cái phần ở trên thân. Nên ở nước ngoài nhầm khi á, thầy nghe cái bài báo là cái người đó đó, người ta muốn hiến tạng sau khi người ta mất, nếu xài được. Thì có những người á, là người ta bị accident á, nên người ta còn rất là trẻ, một cái thân của họ có thể là cứu được mười mấy người, tim gan phèo phổi người ta ghép được hết, ruột gân xương người ta ghép được hết, nè ông quý vị cứu rất ha, là nhiều người. Nên mới có cái vụ cái cô đó đó, cổ bị accident nên á là cổ cưa cái chân, cưa cái chân rồi á thì bữa đó có cổ thì với da trắng, mà bữa đó có cái chân mà lại chân của cái người da đen, mà chân đàn ông, cổ của đàn bà, chân đàn ông lông lá không. Cho nên nó ghép vô, nhưng mà từ từ nha, từ từ nó thay đổi thành chân của người nữ. Nhưng mà hồi mới ghép vô đó, cổ giật mình thức dậy ban đêm, cổ không dám ngủ, cổ sợ ma. Cổ thấy cái chân ai cũng phải chân cổ, tức là cái chân cổ dơ lên nè, sao thấy nó lạ không phải chân cổ. Giật mình thức dậy là cổ hoảng sợ, rồi cổ đi trốn cái chân của cổ, cổ lấy mền cổ quấn hết cái chân của cổ lại. Rồi cổ lo lắng sợ hãi, cổ sắp bị stress trầm cảm. Nên đó đi tới chùa thì ông thầy mới nói á, là thân tứ đại, thân người ta tứ đại, đất nước gió lửa à. Nên cái chân này cũng đất nước lửa, này cũng đất nước gió lửa. Nên người ta phát tâm người ta cho mình, có nghĩa là người ta rất là hoan hỷ. Đâu phải mình ăn cắp cướp của người ta đâu mà sợ, ta đã phát tâm ta cho rồi. Cho nên á là người ta hy vọng gì là mình sống rất tốt. Trên đôi chân đó có thể là mình dùng đôi chân đó mình đi mình làm từ thiện, dùng đôi chân đi mình dạy học, dùng đôi chân đó mình đi để làm lợi ích cho cuộc đời, thì mới đúng cái ý của người cho cái chân của mình. Chứ không phải ngồi đây mình hoảng sợ rồi lo lắng sợ hãi, như vậy đó là phụ lòng người ta. Người ta cho mình là ta phải độ mình rồi đó, tại vì mình đang đi trên đôi chân của họ mà. Nếu mình làm càng nhiều việc phước chừng nào thì họ được phước chừng đó. Nên mình thương họ, mình gắng dùng đôi chân của mình, mình làm việc phước chừng nào thì là mình giúp đỡ họ chừng đó. Và cái mong muốn, cái tâm ý của họ cũng muốn là cho mình sống khỏe mạnh và dùng đôi chân này mình làm lợi ích cho cuộc đời, chứ không phải dùng đôi chân này mình hại đời. Cổ nghe sao á, cổ nghe thấy được, cổ hết sợ. Hết sợ và cổ yêu thương hơn cái chân đó, là tại chân cái người kia đã hiến tặng cho cổ, cổ yêu thương hơn, không còn sợ hãi. Từ cái sợ hãi cổ chuyển qua là yêu thương. Không biết sao thời gian cái chân của người nam mà biến thành chân người nữ luôn. Có nghĩa là cổ á thì là cái da cổ trắng, cái da kia da đen, nhưng mà cái này nó từ từ nó biến thành trắng, từ từ nó rụng lông xuống, rồi chắc có lẽ là máu huyết của người nữ, các cái enzyme gì đó dần nó từ cái hormone á nó làm thay đổi từ từ ra gần giống như cái chân của cổ. Cái này gì đó. Nên trong cái cuộc sống nhầm khi á, những bác sĩ người ta cũng chưa có thí nghiệm tới những cái đó nữa, mà nó xảy ra ở trong cuộc đời. Nên á, người mà có cái thân thí á, là những cái hành động giúp đỡ cho những người khác trong lúc người khác cần. Còn giúp cho những người khác lúc người ta không cần, không có phước đâu nha. Nên mới trước kể câu chuyện vô giúp á, ông kia đi đến chùa đi trễ, đi đạo tràng á, ông thầy hỏi trời sao mà mỗi lần đi đâu có trễ, sao hôm nay đi trễ dữ vậy? Ông là nãy cái bà già đi qua đường không được, xe đông quá nên con ngừng lại, con tấp xe vô lệ, rồi con dẫn bà già đi qua đường, nên đường xe đông quá dẫn đi phải mất cả chục phút, nên bây giờ là trễ giờ tu. Ôi ông thầy cũng tán thán quá trời luôn, là trời ơi, hành động này là hành động của người Phật tử, hành động là phước báo công đức thân thí ngon lành dữ lắm. Thì mấy ông ngồi mà sao nghe nói vậy, qua bữa sau ổng cũng đi chùa, ổng cũng đi trễ mà tốt luôn 4-5 ông. Ủa sao vậy?
Hồi nãy á, con á, là nghe mà thầy bữa trước là tán thán đưa cái bà già qua đường là công đức phước báo, nên hồi nãy mấy đứa con cũng đưa bà già qua đường, mà là tại vì bà dãy dữ quá nên á, là đưa qua khó quá nên á, là trễ. Hỏi sao mày đưa người ta qua đường người ta dãy, là tại vì thấy bà già bên đường bên kia, mấy đứa con muốn có phước đi qua là kiêng bà già đi qua đường bên đây, bà không chịu, bà dãy quá trời. Người ta ở bên đó, người ta đi tiệm ở bên đó, bây giờ mình khuyên ra đường phía bên đây ai chịu. Không tính đâu là khiêng bà già qua đường là có phước à, là thân thí, không phải. Bà già cần qua đường mà qua không được thì mình khiêng qua mới có phước, chứ không phải khiêng bà già qua đường là có phước. Hai đó nó khác nhau. Ở đó tự nhiên ta đi siêu thị bên kia, ở đây à, 4-5 ông khiêng người ta qua đường để kiếm phước, phước đâu ra à. Như vậy á, thì chúng ta mới thấy á, làm phước á là mình cũng phải có cái sự suy nghĩ ở trong đó. Ở đó gọi là thân thí, nên thân thí nhằm người ta xả thân. Xả thân không phải là xả thân mình ra, xả thân có nghĩa là thiệt thòi cho thân cỡ nào nữa, nhưng mà mình giúp đỡ cho người khác, coi làm ta xả thân. Nên có những người ta sống rất là xả thân. Xả thân là lăn xả vào những cái nơi mà giúp người, ta gọi là xả thân. Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, là lăn xả vào những nơi gian nguy hiểm trở để tu tập, để giúp đời, thì gọi là xả thân. Chứ không phải là thương thân. Thương thân bị thân kiến, còn xả thân á, là thường thường ta bớt đi cái thân kiến rồi. Cái điều thứ 6 á, là tọa thí. Tọa thí có nghĩa là chúng ta bố thí cái chỗ ngồi cho những người khác. Nói vậy đó quý vị, chứ lâu lâu mình gặp hoài à. Thầy đi qua bên Nhật cũng hố một lần. Mình vừa đi lên chiếc xe train á, xe train á là nó giống như cái tàu lửa mình mới chạy bằng điện á, nó lên những cái chiếc train. Thì mình đi lên đó, cái thấy cái cô kia cổ đứng lên, mình vừa tới à. Thấy cổ đứng lên. Là bên Nhật ngon ta, thấy ông thầy đó đứng lên cho nhường chỗ cho ông thầy. Cái đầu á, bà vừa đi cổ vừa đứng lên cái mình ngồi xuống. Ôi mọi người xung quanh đưa ánh mắt về nhìn mình như là cái gì mà quý hiếm lắm. Đưa nhìn. Ai ngờ đâu á, bà nhường cho cái người có thai ở đằng sau lưng của mình á. Sau lưng thầy á là có người người đàn bà mà đang mang thai, nên cái cô đó đó mới thấy cái người kia, mới đứng lên để nhường cho người kia ngồi. Mà thầy tính đâu phải đứng lên nhường cho ông thầy ngồi, nên mình lại mình ngồi xuống. Mình ngồi xuống cái người ta xung quanh á, người ta mới nhìn mình với ánh mắt gọi là ngạc nhiên thú vị. Em imagine ánh mắt ngạc nhiên thú vị. Nhìn qua cái thấy quê quá, biết làm sao vậy? Đứng lên lẻn đi chỗ khác. Chứ làm sao giờ? Bởi vì nhầm khi đó không có nhường chỗ đó. Nên có cái bài hát gì nè, ngày xưa đó tôi nghe trên đài hát đó. Chuyến xe Tây Ninh hay vậy? Đi xe nhường chỗ bạn ngồi, nhường nơi bạn dựa, nhường lời bạn trao. Hình như Thanh Tấn hát cái gì đó, nói là bà Úc rành. Cái đó là tọa thí. Tọa thí là mình nhường. Đi đạo tràng cũng nhường nè. Đi đạo tràng á, đi sớm dành chỗ rồi quăng cái bị nữa. Mình đem theo mấy cái gì là quăng hết, ta để cái tọa cụ đó đó. Rồi đầu lên lại á, cái tay nải, cái sách, cái viết cũng quăng được lên đó luôn đó, là gọi là xí chỗ đó. Thấy không? Nên cái đó không có phước sanh ra đâu, mình phải nhường. Nhường cho ai ngồi trước? Thường là nhường cho những người cận thị. Tại gần ngồi gần mới thấy, chứ ngồi xa quá còn đâu có thấy mặt ông thầy. Nhầm khi viết chữ bản sao thấy? Thứ nhất, nhường cho mấy người cận thị. Thứ hai, nhường cho mấy người mắt yếu. Thứ ba, nhường cho người già. Già thì phải mắt yếu, vậy là đơn giản thôi. Nhường những người già đó, nhường cận thị, nhường người mắt yếu,
nhầm khi trẻ không cận thị mà mắt ta yếu, rồi là loạn thị, nói chung mắt yếu, rồi nhường cho những người già, rồi mới tới những người khỏe mạnh dài đằng sau. Cái đó cũng là tọa thí đó. Mà ở nhất là ở trong chùa, trong đạo tràng của mình cũng phải biết cái này nè, nó sanh ra phước báo. Nhường ta đi, nhầm khi chỗ nó ngon lắm, nhưng lên xe, nhất là lên xe nha. Xe đi chùa, Tết xe đi chùa, lên ảnh ai nấy ngồi ghế ở trước, dành. Mà cái chỗ dành này nè, kỳ đó đi ở dưới Ngọc Hiển, Cà Mau á, có ông kia, mình xuống cano á, xuống cano đi ra ở ngoài Hòn Khoai, ổng xuống, ổng dành ghế trước. Cái cano á, ngồi ngoài sau mới là ghế xịn, xe thì trước, xe ngoài trước á, nó không có dằn, ngoài sau nó mới dằn lên. Cano nó ngược lại ở dưới nước á, ngoài trước nó dằn lên. Rồi ổng thấy người ta vô, người ta đi xuống ngoài sau, ổng dành ghế ngồi trước, nó sốc lên, có nó bay ổng lên, bay lên, bay ra khỏi cano luôn. Cho nên á, dành ghế á, là cũng phải biết cách dành nha. Đi xe dành ghế trước, đi tàu dành ghế sau, chứ đừng có tàu mà giống xe, nó dòng dữ lắm. Nhưng mà mình á, là không có dành mà phải là nhường mới có phước. Cho nên á, đi xe mà đi chùa, trời ơi, dành ghế giận hờn quá trời quá đất luôn. Có nhiều người nói là trời ơi, sao thầy ấy đi chùa mà còn dành. Vị hỏi vị chứ đi đâu không dành, thử cái đi đâu không dành. Dành là không phải là đi đâu, mà là dành là ở chỗ tâm người, chứ không phải là đi đâu. Đi chùa, đi đám, đi đâu, bình thường đi đám người ta cũng đâu có dành. Đâu phải đi chùa là không dành, mà là tâm người. Cho nên á, cái tâm mà sanh ra phước á, là người ta nhường cho những người khác, nhường lần lần ưu tiên thứ tự, nhường lên xe ngồi á là phải nhường cho người già, nít, người mang thai, người tàn tật, nó mình nhường cho người ta những cái chỗ ngon nhất, những chỗ tốt nhất, đẹp nhất. Còn mình mạnh khỏe đó là mình vô những cái ghế gọi là người ta chê. Còn ghế nào người ta chê tùy xe, chứ không thể nói ghế nào được, tùy xe. Cái đó gọi là tọa thí đó, nói chung phải đơn giản đâu. Đi qua mấy cái phà nhỏ, có hai cái hàng ghế hai bên thôi. Phà chở chừng 40-50 người, mà hai hàng ghế đó bên có 3 người ngồi thôi. Lên là chạy lên lấn vô ghế liền. Đi thầy đi bằng giáo nhà lại quay xuống cái mấy phà mà đi qua sông mà đưa xe qua lại đó, chạy lên chạy xuống qua sông cái phà, đâu có ghế đủ, chỉ có hai cái hàng ghế 3-4 người ngồi thôi. Ồ, xong xuống chạy lên là ngồi liền. Cho nên đó quý vị, không phải ai cũng có tâm á là nhường người khác ngồi, nhưng ai có tâm người khác ngồi, người đó có phước, tức là sanh ra phước mà không tốn tiền. Cái cuối cùng á quý vị, là phòng thí hoặc là nhà thí, người ta nói phòng thí ở đây á, làm dịch ra là phòng thí. Phòng thí nghĩa là gì? Giúp cho người ta cái chỗ ở. Phòng thí là giúp cho người ta chỗ ở, thì cái này ít, thường người ta làm nhà trọ ngày xưa nhiều. Ngày xưa có những nơi á, mà không có nhà trọ đó, người ta cất những cái nhà nhỏ, những đường cho người ta nghỉ, đường xa, đường dài, nhất là qua các cái đỉnh đèo rồi đó. Hồi xưa mà đèo Hải Vân chưa có đục ngang á, chưa có thông núi, người ta phải đi lên xuyên cái đường đèo đó. Những đa rồi đó, người ta phải đi đó, nên người ta cất những cái tum cho người ta nghỉ mát, cho người ta ở lại nghỉ chân rồi đó, dừng chân rồi đó. Đó là người ta, cái đó là phòng thí. Rồi á, là quý vị thấy á, là trong cái mùa COVID
có những công nhân mà kẹt lại không có chỗ ở đó, có những cái nơi người ta cho không, thấy ở Sài Gòn cũng có, Hà Nội cũng có nữa, là cho ở không vậy đó. À, đó gọi là phòng thí đó, thì cái đó cũng là cái mà không có tốn tiền, tại thường là những cái nhà đó người ta có sẵn chứ không phải người ta cất ra bằng tiền, mà người ta có sẵn cái nhà đó rồi người ta mới bố thí cho cái người ở trong lúc khó khăn thật sự về nhà ở, thì đó gọi là phòng thí. Rồi cái này thì nó hơi khó hơn một chút xíu, nhưng nói chung tất cả những cái đó đều đem lại phước báo mà không có cần tiền. Nãy giờ chúng ta nói đó, từ cái mình bố thí về cái nhìn, rồi cái gương mặt nụ cười, cho đến là cái tâm, cho đến là cái hành động, cho đến là cái thân của mình, vân vân, rồi cho đến chỗ ngồi, rồi cho đến cái nơi ở. Thì bố thí cái nơi ở coi vậy chứ nó khó hơn mấy cái khác, nhưng mà điều tất cả những cái đó đem lại phước báo hết. Vì phước báo xung quanh ta giống hệt như vàng ở trong lòng đất, phước báo xung quanh ta nếu ai biết khai thác thì vàng nó trở thành của mình. Phước báo xung quanh ta nếu ai biết khai thác thì phước báo đó trở thành của mình. Nên nhằm khi đầu năm ta đi xin lộc, đầu năm thì ta đi cầu phước, vân vân. Nhưng mà lên xe giành ghế cái thấy không? Có phước nhường ghế cái có phước khỏi cầu luôn. Như vậy muốn đi đến chùa, đi 7-10 kiến chùa cầu phước, nhưng mà có phước sẵn xe đó mà không chịu nhường, chắc có lẽ là người ta cũng không biết. Cho nên nhằm khi nghe cái bài này xong, bảy cái điều mà Đức Phật dạy làm phước mà không có tốn tiền gì hết á, thì chúng ta hãy làm những cái điều đó, nhất là cái đầu năm mới nè. Nhằm khi năm nay làm ăn khó khăn thôi, bố thí bằng cách là khỏi tốn tiền trước đi. Còn ai mà bố thí tốn tiền được á, thì tốt. Còn chút thời gian sẽ trả lời cho quý vị một vài câu hỏi. Con kính bạch sư phụ, xin sư phụ giải thích thêm trong pháp sám hối kinh Pháp Hoa có nói tất cả các pháp đều là Phật pháp mà con không rõ lại theo dòng vô minh, giải thích theo cái câu này tại sao tất cả các pháp đều là Phật pháp mà mình không rõ. Pháp là gì? Chúng ta học A Tỳ Đàm nó pháp là tất cả là pháp. Vì tất cả đều là Phật pháp mà mình không biết nên mới gọi là vô minh đó. Mà tại sao tất cả pháp á gọi là Phật pháp? Tại vì pháp nó có pháp tánh và pháp tướng. Pháp tướng á thì theo nhân duyên sanh diệt, còn pháp tánh là bất sanh bất diệt. Pháp tánh của pháp bất sanh bất diệt ở thể chân đế. Còn mà pháp tướng á thì chân đế hữu vi chịu sự cái sự quy ước và sự chi phối của nhân duyên. Còn sự quy ước á thì người ta định danh định nghĩa về nó, định danh và định nghĩa về nó thì đó chịu sự quy ước. Cho nên bản tánh của tất cả các pháp á là không có tự tánh, gọi là tánh không. Tánh không là không có tự tánh, cho nên nó vô ngã. Bản chất của tất cả pháp nó là tánh không, nó không có tự tánh, cho nên nó vô ngã. Một cái là do nhiều cái không phải nó hợp thành, cho nên không phải là nó, nên tánh nó là tánh không. Mà tánh không nó là vô ngã, mà vô ngã là trong kinh Đại Bát Niết Bàn nó là vô ngã, là Niết Bàn, mà Niết Bàn là Phật pháp còn gì nữa. Cho nên là các pháp nó có pháp tánh và pháp tướng. Chúng ta chỉ nhìn pháp tướng của nó, sanh diệt của nó thôi, chứ chúng ta không có nhìn thấu suốt được cái pháp tánh của nó, là tánh bất sanh bất diệt các pháp, là tánh
vô thường vô ngã của nó, có nghĩa là nó không có tự tánh, cho nên nó không phải là nó. Tự là tôi, nó không có tự tánh nên nó không phải thật sự phải là nó, mà nó là nhân duyên, là giả hợp mà thôi. Nên tánh của tất cả các pháp là Phật tánh bất sanh bất diệt, nên chúng ta không thấy không biết, nên gọi là vô minh. Nó đơn giản vậy thôi, chứ khó ở đâu. Nó kinh Pháp Hoa đề cập ha. Câu hỏi kế tiếp: A Di Đà Phật bạch thầy, cho con thưa, ở nhà con tụng kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà Ra Ni có được không thưa thầy? Tụng kinh để làm gì? Tụng kinh á, thứ nhất á, là để khép mình vào trong khuôn khổ tu tập. Thứ hai là đang tụng kinh đó, bớt nghiệp thân khẩu ý. Thứ ba, tụng kinh để hiểu cái lời dạy của Phật ở trong kinh mà thực hiện vào trong đời sống. Kinh là gì? Kinh là những lời của Đức Phật dạy, là thiết thực, là hiện tại, có công năng tẩy rửa tất cả các đau khổ cho vô lượng chúng sanh, thì được gọi là kinh. Như vậy á, thì tụng kinh này có được không? Nếu kinh này do Phật thiết thì được, còn nói kinh mà không phải Phật thiết ở đâu á thì là không được. Rồi bây giờ á, mình nói là làm sao con biết kinh nào Phật thiết? Thì mình căn cứ vào giáo hội, căn cứ vào cái giáo đoàn ta công nhận, những vị đi trước, những vị tiền bối số đông người ta công nhận đó là kinh Phật, thì là đời sau một mình là căn cơ thiển bạc, nên chúng ta tin vào đó là kinh Phật, và mình hiểu cái nghĩa lý ở trong đó khi mà mình học từ từ. Nên đó, dầu cho tụng kinh Trường Thọ Diệt Tội hay là kinh Pháp Hoa hay là kinh Hoa Nghiêm hay là các bộ kinh lớn như là kinh Nikaya, kinh A Hàm, kinh thậm chí bộ Đại Bát Nhã đều được hết, không có gì là không được ở đây hết. Nhưng thông thường người ta tụng những cái bộ kinh quen để dễ dàng tụng, đơn giản vậy thôi à. Tụng kinh nào cũng được, quan trọng là có tu. Dạ bạch thầy, cho con hỏi, khi mình đã thành thánh thì lậu hoặc còn xâm chiếm được không thưa thầy? Khi đã thành thánh, lậu hoặc còn xâm chiếm được không thưa thầy? Trời ơi, lậu hoặc đâu phải là như cái mũi tên bắn vào thân hay là như cái gì đi vào nhà đâu. Lậu hoặc là một cái tâm. Lậu hoặc là cái tâm mà tâm đó có chức năng dẫn đi sanh tử nên gọi là lậu hoặc. Tâm có chức năng cột chặt mình ở cảnh giới gọi là kiết sử. Tâm có chức năng che mờ tâm mình thì gọi là truyền cái. Tâm mà khởi lên làm rối loạn tâm trí gọi là phiền não. Nói chung là tâm hết á, nhưng mà cái chức năng của tâm đó nó làm gì ở trong tâm của mình á, thì lấy cái chức năng đó mà ta đặt cho những cái loại tâm đó là tâm đó. Những cái loại tâm nào mà nó hốt về, nó gom về cho mình để thỏa dục đó là loại tâm tham. Những tâm nào mà bất như ý đẩy ra đoạn diệt á, là tâm sân. Nên á, sân có nhiều tâm, tham có nhiều tâm chứ không phải là chỉ có một tâm không. Nên ở trong A Tỳ Đàm gọi là tham phần, rồi sân phần. Là những cái loại đó đó, nó làm cho chúng ta gom của cải vật chất vô là tham. Thì ở đây á, nói là một bậc thánh. Ở đây không có nói thánh nào. Ở đây không nói thánh nào nha. Nếu mà bậc thánh A-la-hán á, là khác. Bậc thánh sơ quả, nhị quả, tam quả là khác. Thánh sơ quả, nhị quả, tam quả dĩ nhiên
chưa đoạn tận lậu hoặc thì lậu hoặc phải xâm lấn, xâm chiếm tùy vào mức độ của môi trường và mức độ tu tập. Ví dụ môi trường xung quanh rất tốt thì ít xâm lấn, tu tập rất tốt ít xâm lấn, môi trường xung quanh không tốt thì lại xâm lấn nhiều hơn. Do đó một vị đắc sơ quả rồi có thể ở 7 kiếp sanh tử ở thế gian, có thể một kiếp sanh tử thế gian đắc A-la-hán. Tại sao? Là tại vì cái độ xâm lấn này nè. Xâm lấn nhiều thì tốn nhiều kiếp, xâm lấn ít tốn ít kiếp. Nên nó lậu hoặc, phiền não, xâm lấn đối với bậc thánh sơ quả, nhị quả, tam quả. Nhưng mà các bậc thánh á, thì những cái thô đã đoạn diệt hết rồi, chỉ xâm lấn phần tế và vi tế mà thôi. Nhưng mà đối với một vị A-la-hán, đối với Phật Chánh Đẳng Giác, đối với Bích Chi Phật, gọi là Duyên Giác Phật, Độc Giác Phật đó, là một tên đó, Bích Chi Phật, Duyên Giác Phật, Độc Giác Phật, là tên gọi chung, ba cái tên gọi nhưng mà là một quả vị. Không thầy chỉ dạy đắc quả Phật, không đi độ sanh, gọi là Phật Duyên Giác hoặc là Độc Giác. Thì đối với A-la-hán, Độc Giác Phật và Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, ba vị này không có bị xâm lấn bởi các cái lậu hoặc. Tại sao? Thực ra nói xâm lấn, có xâm lấn cái gì đâu. Kiến giải, hiểu cái đó là cái gì thì nó sanh tâm đó. Ví dụ như mình thấy cái này là đẹp, nó sanh tâm tham, tham thấy cái này thấy ghét, nó sanh ra tâm sân, thấy người ta hơn mình. Thì đó liên quan tới cái thấy đúng không? Mà cái thấy đó là gì? Cái kiến giải. Cái thấy không phải là cái thấy của con mắt. Thấy không phải là kiến mà là kiến giải. Kiến là thấy của con mắt, kiến giải là hiểu về nó. Khi mà căn tiếp xúc với trần, khi căn một căn tiếp xúc với trần, như mắt tiếp xúc với sắc, lỗ tai tiếp xúc với âm thanh, vân vân, thì mình hiểu về cái đối tượng tiếp xúc đó như thế nào, thì đó gọi là kiến giải. Ví dụ mình thấy nó hơn mình ganh tị, thấy nó quý mình tham, thấy nó thấy ghét mình sân, thấy nó thua mình khi dễ, thấy nó giàu sang phú quý mình nịnh. Hiểu không? Tức là ăn thua mình thấy thôi. Còn bây giờ mình thấy ông đó có giàu gì đâu thì mình đâu có nịnh. Thấy ông đó, ông đâu có hơn mình đâu mà mình ganh tị. Như vậy nó phụ thuộc vào cái thấy. Mà một bậc thánh giải thoát hoàn toàn như vậy A-la-hán á, thì tuệ đầy đủ. Cho nên cái thấy ở thể chân đế, thấy thể chân đế là gì? Là tất cả giống nhau bình đẳng. Thấy người này hơn thì mình mới ganh tị, thấy người này thua mình mới khi dễ. Thấy bình đẳng hết chân, giống nhau hết thì vậy khi dễ ganh tị đâu ra? Thấy ai cũng ngũ quẩn, ai cũng phiền não, ai cũng lục căn, thân nào cũng tứ đại, lấy đâu ra phiền não sanh? Tại phiền não sanh là do cái thấy, mà thấy thể chân đế không còn phiền não nữa. Chân đế giống nhau bình đẳng hết, còn gì nữa? Thấy thể quy ước của tục đế thì mới sanh. Mà tục đế thấy ở nhiều dạng lắm, dạng vô minh, dạng tà kiến. Dạng vô minh là không thấy gì nói đại luôn. Còn dạng tà kiến thấy như thế này, nói thế này mà nói như thế kia là dạng tà kiến. Nên cái kiến giải mình ở dạng nào nữa, cái độ ba la mật ít nhiều nữa. Nên các ngài nhìn các pháp thẩm sâu ở thể chân đế rồi, cho nên nó đâu có tâm nào sanh nữa. Đối cảnh sanh tâm, mà đối cảnh hiểu cảnh ở chân đế nên không có đẹp, không có xấu, không cao không thấp. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thì cố không chung vô sắc, vô thọ tướng, hành thức vô nhãn nhĩ tỳ, thiệt thân ý vô sắc, thinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí, vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận. Cái gì cũng không chừng thì sanh tâm gì? Nó không có mấy cái đó, mà chỉ có ngũ quẩn, chỉ có nghiệp, chỉ có lục căn, chỉ có tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn thôi, sanh tâm gì giờ? Có đẹp có xấu đâu, mình còn đẹp, còn xấu, còn cao, còn thấp.
thì còn sanh tâm, còn này là còn sạch còn dơ. Sạch thì thích, dơ thì chê, còn khen chê. Còn này bất cấu, bất tịnh, bất tân, bất giảm này. Không sạch, không dơ, không cao, không thấp. Ta đã thấy vậy rồi đó, là trí tuệ bát nhã đó. Đã thấy vậy rồi còn tâm não đâu sanh ra. Vậy thì lậu hoặc đâu có sanh ra trong tâm mình đâu. Nên có tuệ rồi thì thấy các pháp y như nó là thể chân đế. Cho nên không có tâm nào sanh hết á. Mà không có tâm phiền não sanh, dĩ nhiên không có nghiệp tạo. Tại vì á, làm một vấn đề bởi một cái loại tâm mà chúng sanh thì làm với tâm phiền não. Còn các vị thánh cũng làm, nhưng mà với cái tâm gọi là tâm duy tác, làm mà không có tạo nghiệp, gọi là tâm duy tác. Cho nên đó quý vị á, thánh của sơ quả, nhị quả, tam quả thì ít nhiều ở thể tế và vi tế của lậu hoặc sẽ tấn công. Nhưng mà thánh tứ quả, bích di Phật và Phật chánh đẳng chánh giác thì không có tấn công của lậu hoặc. Tại vì các ngài đã đoạn tận tất cả các lậu hoặc, gọi là lậu tận trí, là trí tuệ đoạn tất cả lậu hoặc. Lậu tận minh là đã đoạn được tất cả lậu hoặc. Các ngài đã được rồi thì lậu hoặc đâu mà có nữa mà sanh, mà tác động hay là xâm chiếm, xâm lấn ở đây. Cái câu này thấy đơn giản vậy thôi chứ nó cũng cao siêu huyền bí á. Rồi cũng rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có những cái câu hỏi. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm ủng hộ cho quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng, có những phần quà yêu thương cũng như các chương trình từ thiện trong dịp Tết. Rất là cảm ơn quý vị đã có thời gian chia sẻ vào buổi tối hôm nay. Chúc quý vị sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị chúng ta niệm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật Đạo.